Chào mọi người nhá. Nay thì có hai em của mình vào trong vườn thăm mình nhá mọi người. Mình hôm nay mình sẽ làm món gà lẩu muối nhá. Mình đang đi hái một ít lá chanh. Gà thì mình cứ mọi người cứ khứa ra một tí để một tí mình ướp gia vị được ngấm nhá. Hai bên cánh này mình sẽ cắt ra. Ở đây thì mình sử dụng ớt này, ớt này là ớt hiểm xanh này. Ớt này rất là cay luôn mọi người. Nếu mà mọi người ăn bình thường ấy thì mình lấy 4-5 quả thôi. Tiêu thì mình sẽ đập dập ra nha mọi người. Giờ thì mình sẽ đi pha nước sốt ướp gà nha mọi người. Thế mình sử dụng cho thêm một thìa đường nữa. Cho thêm một chút muối nha mọi người. Một xíu bột ngọt nữa này. Mình cho thêm một thìa nước mắm nữa. Mọi người nhớ cho thêm một ít rượu trắng vào cho thơm nha. Mọi người mình ướp từ trong ra ngoài, tẩm ướp con gà thật đều, được đều thấm. Sau đó mình sẽ để trong vòng khoảng 30 phút. Này là mình sẽ cho một tí muối hột ở đây. Nó xả bên dưới. Sau đó mình nó ở bên dưới này. Đây là lá chanh này. Tiêu hột cho mọi người. Của anh thì mình cứ để nguyên cả vỏ cho nó thơm nha mọi người. Mình sử dụng một củ gừng sắt nát này. Gà của mình thì đã chín rồi này mọi người. Để giờ anh lấy gà đây. Gà của mình bốc hơi rồi này. Thơm quá. Rất là thơm luôn. Thơm là chanh. Mời mọi người nhá. Gà mình làm theo kiểu này thì rất là thịt rất là mềm. Mình ăn thì cảm thấy rất là ngon nha mọi người. Con gà được giữ nguyên nước của mình. Thứ hai nữa là cái hương lá chanh, xả tiêu nó được khói lên vào con gà nên là mình ăn rất là thơm.